Tóc Tiên gây choáng với tạo hình đầu trọc lóc, nữ ca sĩ mất 3 tiếng để ép tóc, bịt kín đầu và hóa trang khi quay MV. Tối ngày 28 tháng 8, Tóc Tiên ra mắt MV Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá, ca khúc từng được nữ ca sĩ trình diễn trong chung kết The Face cách đây 2 ngày, nhưng đó là bản EDM remix. Tối qua, phiên bản chính thức mới được Tóc Tiên hé lộ. Cảnh gây ấn tượng nhất trong MV là hình ảnh Tóc Tiên quay trở về xưởng mannequin, gỡ mái tóc giả ra để lộ đầu trọc. Với Tóc Tiên, mái tóc là phần quan trọng nhất trên cơ thể và sự thay đổi của mái tóc qua từng giai đoạn cũng vô tình trùng hợp với những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nữ ca sĩ. Với MV lần này, Tóc Tiên muốn quay về sự nguyên thủy của chính bản thân, với yên bình sau những bộn bề lo toan của cuộc sống. Để có thể hoàn chỉnh quả đầu trọc này, Tóc Tiên đã phải ngồi hơn 3 tiếng đồng hồ để ekip ép tóc, bịt kín toàn phần đầu và trang điểm theo đúng tông màu da. Ngoài ra, trong MV còn có rất nhiều hình ảnh dẫn dụ như cô mannequin Tóc Tiên luôn kè một chiếc đèn trong tay và đi khắp nơi. Hình ảnh một chàng trai chạy ô tô thường xuyên đổ ngay trước cửa hàng mannequin Tóc Tiên làm việc. Hình ảnh Tóc Tiên dừng quay trở lại sự yên tĩnh của một mannequin. Buông thõng không hát câu cuối cùng ở đoạn kết MV, tuy nhiên Tóc Tiên quyết định không giải thích những hình ảnh dẫn dụ này để khán giả tự cảm nhận và tự có câu trả lời riêng cho chính mình sau khi xem MV. Ca khúc do nhạc trẻ Hứa Kim Tuyền sáng tác và hồi âm phối khí bởi Rodexer Nguyễn Bảo. MV được đạo diễn Khương Vũ thực hiện với tạo hình là mannequin. Tóc Tiên đại diện đến 7 bộ trang phục của các nhà thiết kế nổi tiếng khác dưới stylist của Calvin Lee. Với Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá, Tóc Tiên muốn gửi thông điệp: trong cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ có những lúc cô đơn lạc lõng, mất phương hướng, như một mannequin bước đi vô định trong đêm tối. Tuy nhiên, đó là một điều hết sức bình thường. Hãy xem nhẹ sự cô đơn và tận hưởng nó. Đó cũng là lý do, dù hát về sự cô đơn và nỗi buồn, nhưng tinh thần của bài hát này lại rất vui tươi. Không phô trương, nhưng khối tài sản kết xù của HAT, Ưng Hoàng Phúc cũng không phải dạng vừa đâu. Từng là thần tượng một thời của các bạn trẻ thế hệ 8X, 9X, Phạm Quỳnh Anh và Ưng Hoàng Phúc giờ đây đã viên mãn bên tổ ấm gia đình cùng khối tài sản khổng lồ, không nhỏ chút nào. Chỉ hoạt động trong một thời gian rất ngắn, nhưng nhắc tới thời hoàng kim của các nhóm nhạc nữ, HAT luôn là cái tên được đề cập đến đầu tiên. Những năm 2004, 2005, HAT chính là linh hồn của người yêu âm nhạc thế hệ 8X, 9X. Vì thế, khi tin đồn tái họp vừa xuất hiện đã khiến người hâm mộ xôn xao, bàn tán sôi nổi. Về phần Ưng Hoàng Phúc, có thể nói cơn sốt Ưng Hoàng Phúc vào những thập niên 2000 đã trở thành một phần ký ức khó quên của rất nhiều khán giả 8X và 9X. Gần 15 năm trôi qua, thần tượng tuổi thanh xuân của thế hệ 8X, 9X nay đều là những ông bố bà mẹ. Có người vẫn kiên trì với những hoạt động trong làng giải trí, nhưng có người lại chọn cách lui vào hậu trường để hỗ trợ công việc cho người bạn đời. Dù khá kín tiếng, chẳng bao giờ khoe mẽ và cực giản dị, nhưng chỉ qua những tấm hình mà từng mảnh ghép HAT hay Ưng Hoàng Phúc chia sẻ trên trang cá nhân cũng đủ thấy khối tài sản họ đang sở hữu không hề xuề xòa chút nào. Ưng Hoàng Phúc bắt đầu con đường ca hát của mình với tư cách là thành viên của nhóm 1088. Năm 2002, nhóm 1088 tan rã. Ưng Hoàng Phúc ký hợp đồng với công ty Thế giới Giải trí. Các album của anh khi phát hành đều thành công rực rỡ, với hàng loạt bản hit được giới trẻ nằm lòng và đạt được doanh thu vài chục nghìn bản, một con số ít ca sĩ nào đạt được thời đó. Nhìn lại chặng đường gần 20 năm ca hát của chủ nhân bản hit thà rằng như thế, vinh quang cũng nhiều nhưng thăng trầm cũng không ít. Ưng Hoàng Phúc giờ đây vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Anh có một tổ ấm hạnh phúc bên cạnh bà xã là siêu mẫu Kim Cương và cậu con trai nhỏ. Được biết, ngoài việc ca hát, Ưng Hoàng Phúc còn thử sức mình trong nhiều vai trò như diễn xuất và sản xuất phim điện ảnh. Loạt hình ảnh nam ca sĩ chia sẻ lên trang cá nhân về nhà cửa, xe cộ đủ để thấy nam ca sĩ sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa. Căn biệt thự nơi gia đình Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương đang sống. Căn phòng khách trang trí khá đơn giản nhưng được Ưng Hoàng Phúc chia sẻ trên Facebook cá nhân. Phòng khách được bày biện khá đơn giản. Cậu quý tử Ưng Hoàng Phúc cực kỳ kháu khỉnh và đáng yêu. Trong bức ảnh chụp cả gia đình, căn phòng ngủ lấp ló đằng sau trông khá rộng rãi và tiện nghi. Phòng ngủ của nam ca sĩ mang tông màu trắng chủ đạo. Ngoài ra, phòng riêng của cậu nhóc cũng được trang trí đơn giản với không gian rộng rãi. Giống như nhiều đứng mày rau khác, Ưng Hoàng Phúc có niềm đam mê với xe cộ, đặc biệt là những chiếc xe mô tô đắt đỏ. Anh sở hữu những chiếc xe tầm trung, tiện cho việc di chuyển ngoài đời thường. Trong bộ sưu tập xe của mình, Ưng Hoàng Phúc cũng sở hữu cả chiếc xe đua đắt tiền. Tất nhiên anh cũng mạnh tay chi tiền mua xế hộp bạc tỷ để thuận tiện cho việc lưu diễn. Năm 2015, Ưng Hoàng Phúc mạnh tay chi tới 10 tỷ để sản xuất phim Hùng Ali. Trong phim, vợ anh siêu mẫu Kim Cương cũng tham gia với vai nữ chính. Phạm Quỳnh Anh, sau khi HAT tan rã, Phạm Quỳnh Anh trở thành ca sĩ độc quyền của công ty Thế giới Giải trí, do chính ông bầu Quang Huy là quản lý. Năm 2012, giọng ca Bụi bay vào mắt lên xe hoa với Quang Huy là kết thúc đẹp cho mối tình hơn 10 năm. Cả hai có mái ấm hạnh phúc và cùng nhau phát triển công ty giải trí mang tên WeRo. Đến tận thời điểm hiện tại, WeRo của Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh vẫn được đánh giá là công ty giải trí thành công, đứng vị trí top đầu trong showbiz. Dù giờ đây không còn đi hát, song Phạm Quỳnh Anh đang đứng ra tổ chức, sản xuất hàng loạt show diễn đình đám gây nhiều tiếng vang. Được không ít đồng nghiệp gọi là đại gia ngầm của showbiz, song ngoài đời Phạm Quỳnh Anh là người khá gần gũi và hòa đồng. Căn hộ chung cư cao cấp nơi cả gia đình Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh có điểm nhìn khá đẹp, chắc chắn giá trị của căn hộ này không hề nhỏ. Căn phòng tràn ngập ánh sáng khá yên bình để nghỉ ngơi thư giãn của hai bố con ông bầu. Trên trang cá nhân của mình, đạo diễn Quang Huy thường ghi lại những khoảnh khắc giản dị đời thường của con gái. Phòng tắm của gia đình cũng rất tiện nghi. Phòng làm việc của hai vợ chồng được trang trí bày biện đẹp mắt. Một góc tường làm việc của đạo diễn Quang Huy. Bàn làm việc ở công ty Thế giới Giải trí của đạo diễn Quang Huy cũng khá đơn giản. Phòng bếp gia đình khá rộng và ấm cúng. Dưới căn chung cư nơi gia đình cô đang sống, sở hữu bể bơi khá rộng rãi. Chính vì thế, bé Tuệ Lâm thường xuyên được bố mẹ cho đi bơi tại đây. Đạo diễn Quang Huy có vẻ khá yêu thích những mô hình, máy quay phim cổ thế này. Hai vợ chồng ông bầu Quang Huy thường xuyên đưa các con đi chơi cuối tuần bằng ô tô riêng. Chiếc xế hộp của hai vợ chồng Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh cũng có giá thành không nhỏ. Đây là một trong những mẫu xe được nhiều đại gia ưa thích. Là đạo diễn, nhà sản xuất phim, chắc chắn căn nhà ông bầu Quang Huy không thể thiếu những món đồ công nghệ khủng như thế này. Ngoài chiếc ô tô thường thấy thì đạo diễn Quang Huy cũng thường chở cô công chúa nhỏ đi học bằng chiếc xe tay ga sang trọng này. Thu Thủy, trước khi nhóm nhạc nữ đình đám bậc nhất khoảng thời gian 2004-2005 này tan rã, Thu Thủy từng là mảnh ghép quan trọng tạo nên thành công của HAT, im ắng trên con đường nghệ thuật một thời gian. Vào tháng 10, 2014, người đẹp bất ngờ tổ chức đám cưới bí mật với ông xã là một doanh nhân cùng tuổi. Hạnh phúc nhân đôi khi Thu Thủy đón cậu con trai đầu lòng gần một năm sau đó. Là nghệ sĩ khá kín tiếng trong showbiz Việt, Thu Thủy hiếm khi chia sẻ về đời tư cũng như hình ảnh con trai lên mạng xã hội. Cũng như Phạm Quỳnh Anh, phiên kẹo ngọt Thu Thủy ngày nào hiện cũng đang vô cùng viên mãn với cuộc sống gia đình cùng khối tài sản không hề nhỏ. Thu Thủy sở hữu một chiếc xế hộp môi trần, hai cửa có giá khá chát, cận cạnh chiếc xế hộp màu vàng của Thu Thủy. Cô còn mạnh tay tậu thêm một chiếc siêu xe màu trắng phục vụ cho việc đi diễn. Với kiểu dáng thời thượng, chắc chắn Thu Thủy cũng phải bỏ ra một con số không hề nhỏ để có thể sở hữu chiếc siêu xe này. Trước đó, cô cũng chính là chủ nhân của chiếc ô tô màu xanh có giá thành hơn 1 tỷ. Trong ngày hạnh phúc của hai vợ chồng, ông xã Thu Thủy trơ trội khi tự tay lái siêu xe tiền tỷ tới rước dâu. Cô thường xuyên có những chuyến du lịch nước ngoài để thay đổi không khí và có thêm nhiều trải nghiệm. Ngoài những chiếc xế khủng, vợ chồng cô còn sở hữu chiếc xe tay ga có giá trị hơn 100 triệu đồng. Căn phòng ngủ của nữ ca sĩ khá rộng rãi với tông màu trắng chủ đạo. Nữ ca sĩ cũng có sở thích sưu tập giày dép. Ngô Quỳnh Anh. Ngô Quỳnh Anh chính là thành viên kín tiếng nhất của HAT. Nữ ca sĩ từng là một trong 4 thành viên phiên bản đầu tiên của nhóm Mắt Ngọc. Năm 2003, khi nhóm còn đang hoạt động sôi nổi, Ngô Quỳnh Anh chủ động tách khỏi nhóm. Không lâu sau đó, cô đầu quân về công ty Thế giới Giải trí, thay vị trí của Thu Thủy trong nhóm HAT. Ở thời điểm hiện tại, gần như Ngô Quỳnh Anh đã rút lui khỏi làng giải trí và tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Theo dõi trang cá nhân của Ngô Quỳnh Anh, có thể thấy gia đình cô đang rất hạnh phúc khi đón thêm thành viên là một bé gái, có tên gọi ở nhà là bé heo. Cô thường xuyên có những chuyến du lịch nước ngoài cùng chồng để thay đổi không khí. Ngô Quỳnh Anh ngoài đời khá thân với ca sĩ Thanh Ngọc, cả hai thường có những chuyến du lịch cùng nhau để nghỉ ngơi và thư giãn. Trong tấm ảnh này dễ dàng nhận thấy một phần căn nhà của Ngô Quỳnh Anh khá nhỏ nhắn và giản dị. cô cũng có những chuyến đi bên bố mẹ và gia đình nhỏ của mình. Cả hai thường du lịch cùng nhau ở nhiều quốc gia trên thế giới. Lương Bích Hữu. Sau một thời gian, Lương Bích Hữu tách khỏi công ty để hoạt động solo. Tháng 1 2015, công chúng vô cùng bất ngờ khi nhạc sĩ Khánh Đơn chính thức cầu hôn Lương Bích Hữu trên sân khấu và xác nhận thông tin Lương Bích Hữu mang bầu. Tuy nhiên, không bao lâu sau khi sinh con gái đầu lòng tại Canada, cô và Khánh Đơn đã đường ai nấy đi. Kể từ sau khi sinh con, Lương Bích Hữu giữ bí mật về cuộc sống cá nhân. Cô chọn lối sống lạnh lẽ, tránh xa thị phi showbiz. Hiện tại, Lương Bích Hữu chăm chỉ hoạt động nghệ thuật ở cả trong và ngoài nước. Cô khá đắc xô tại các tỉnh miền Tây. Lương Bích Hữu giản dị tự nấu ăn trong căn bếp của gia đình mình. Cô cũng sở hữu một chiếc xe riêng tiện cho việc di chuyển. Phòng ngủ của Lương Bích Hữu với tông màu trầm ấm. Lương Bích Hữu là người khá yêu động vật, đặc biệt là những chú chó lai đắt tiền. Lương Bích Hữu thường xuyên du lịch khắp nơi trên thế giới. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ liên tục chia sẻ hình ảnh lưu diễn và du lịch.